Ok, lên anh em. Nay thì tính chơi game nông trại cho nó vui vẻ, con Free Farm nè. Nhưng mà cuối cùng thì hơi mệt giúp, nên sau 22 giờ rồi, nên chúng ta sẽ tiếp tục CD Trap Master. Chơi con này cho não nó hoạt động tí. Free Farm nông trại thì chắc chơi kiểu giải trí chiêu thôi. Thì hôm qua chúng ta nó coi như là phá đảo cái level 1, độ khó level 1 này. Mỗi ngày chơi bắp như sao. Nay nó lên level 2 nè. Thì cái level 3 này gần 560 kinh nghiệm, nó lên level 4 hay là cái gì đó, chả biết nữa. Nên chơi thử cái độ khó level 2 rồi. Cái gì? Không có nào ngon cả. Tôi nhớ bình thường nó cho mình chọn 3 lá bài mà ta. Rồi nó cho mình đá bài nữa nào. Lấy đá này đi. Tôi khá là thích lá này, mặc dù nó trong phế lồi ra. Đi bên phải thì được đánh đôi 2 lần. Ok. Cái quay này rất là khó chơi nha. Không, xài cái lá này trước. Thôi tiếng gì được rồi, không cần lớn nữa đâu. Ấy đùa nhau hả? Nó đi thẳng luôn kìa. Nó vẫn đi vô được. Lừa đảo chứ với mất máu là thấy buồn rồi đó nha. Đây, đây có cái này. Thôi thêm thằng này nữa. Cái đẩy đây tác dụng rất là ngon nha. Mới hiện ra đẩy cái lộn. Đó. Tự nhiên mất máu quen ức. Chấp thì bây giờ kích hoạt thêm lần nữa, nhưng mà nó kinh đau 50%. Cái này á, nó có tác dụng với mà mấy cái bẫy dạng không có mà ghi đam á, hoặc là cái bẫy không có dạng kênh đau, giống cái mà cái ai chích cơ nãy người đặt lên cái bẫy mà hai ô nó thổi tỏi dưới đó lên đó, nó kênh đau không dây á. Đít một cạc random và nhận được một cái cạc anti gravity rồi. Cạc này nó chỉ giảm trọng lực thôi, tôi không biết trong game này thì cái giảm trọng lực nó có tác dụng gì nữa, ngoài cái việc nó khó đẩy đi hơn tí. Nên nếu mà lấy sẽ lấy lá này, dễ kiểm soát bài hơn, mặc dù nó tốn tới 2 điểm rồi. Nè, như cái lá này nè, nó kinh đau không dây nè, mà nó gây đam 2 lần nữa là x6. Như hồi nãy lấy cái mà lá kia thì nó rất ngon trong cái này. nhưng mà tất nhiên thì đâu có lấy đâu. Còn cái bẫy trọng lực á, nó làm con quái nó sẽ nhẹ hơn, tức là con quái nó đập vô cái ô này nó không có rớt xuống ngay cái chỗ này đâu, mà nó có thể bay qua đây luôn, nên đó là cái hạn chế của cái bẫy trọng lực. Kiếm cái bẫy hết. Bỏ lá này, mình là được 6 lá luôn, mình chỉ bỏ lá đó đi thôi. Quay mặt lên đi. Đặt gai cái chỗ này để nó đi lại đây, mình đẩy nó cái nó rớt xuống sông. Hai bên hai cái đầu gai đó. Nhìn chỗ này nó trống trống. Trời, quái đi được tới đây hết kìa. Rồi, coi như là xong rồi đó. Quay xuống. Tự nhiên mất máu quang, nhìn ngứa mắt thiệt á. Rồi con này đi được cái này là hết. Lấy lá này đi. Mặc dù nó tốn 2 điểm. Đầu tiên là phải bỏ lá bài đó, là tính gì tính. Có thể lấy cây để nuôi cây sớm được nè. 101. Mỗi lần mình chơi được 4 cái cháp thì nó sẽ thêm 1 cháp nữa. Lấy cây hả? Nâng 1 cái cháp. Lấy cây đi. Hôm qua lấy cây hơi phế, lấy hơi to một tí. 1, 2, 3. Thì tới đây mình sẽ ghé trái. Đánh 2 lần elite mình sẽ ghé trái. Không có tiền nên đừng có đọc, đừng có suy nghĩ. Đây, được đánh này đấy. Được hay là bị tôi giao biết nữa, có khi thua ngay đây luôn á. Nó đi như thế này mình có thể gắn con móc câu. Không có lá hết rồi, cũng không có lá hết chích luôn. Quái nó đi qua nhẹ nhàng quá vậy. Nó không kịp à. Không kịp à, sống con nữa. Mình thiếu một cái lá chủ lực để gây đam. Nó thứ 9 quầy lắm, nên chắc phải xài lá này. lắp thêm một cái gai đây để cho nó đẩy gót xuống luôn. Không được hả ta? Chỗ đó không lắp được gai rồi. Chỉ cái lá gai này phế à. Tiếp tục chơi trong chống tre thôi. Đây chưa chiến còn móc cua nữa nè. Ui mặt quá. Tí nữa ở đây thành con móc cua luôn. Không biết nó móc nó kéo dưới được không. Đặt ở đây. Thử trong lòng. Chậu dưới gì đâu. Bật lên đó rồi chưa gì sống hai con này kéo nó xuống. Ừ đúng rồi kéo nó xuống đó. Thực ra cả ba lá này không lá nào ngon hết, có thể lấy thêm một lá này cũng được nhưng mà nó hơi thừa vô bộ bài. Mà một cái lá này không bỏ hết đi. Cái lá đó nên đưa vô cái lá này chúng ta. Cũng được. Thường là tôi sẽ đưa vô cái lá phép đầu có thể sử dụng nhiều lần. Cái lá không điểm á. Tại vì nó tăng một gen rất là ngon. Nhưng mà chắc đưa vô lá này thôi. Hiện tại chưa có chỗ nào lắp hết. Power thì nó chỉ xài một lần thôi. Nó thì cao luôn nè. Rút thêm một cạc cũng được. Nó đi hai đường rồi. Thực ra thì để cái lá hấp ở đây nó ngon hơn. Ở đây thì chỉ cần đẩy xuống là nó xuống này. Nên đùi qua đây luôn ta. Không không, để vào này, đùi vô đi. Chết rồi, nó ra mấy con bay này. Đây là những con sông. Ok. Đủ đảm gói. Nãy giờ chơi là quay nào nó cũng trống con chứ khó chịu thiệt. 打电流很高。Ủa sao còn có 4 lá à? Kéo đường bự nhau. Không được thì cũng hơi mệt nha. Đâu nó không qua được đâu, yên tâm. Mình hết bài luôn rồi đó nha. Có mấy con này nó phạm tiền cả luôn á. Nếu như ba này mà mình có sẵn ba chain, như farm được 3 lá này thì xài lá này nó ngon. Lý thay hình 6 cái lá này cũng ngon đó, nhưng mà phản trọng lực thực sự không mê cái chỉ số lắm. Bài mình đít gạt liên tục nha anh em, nhớ cái lá forward nãy không, mình rút thêm 2 lá, mình đít 1 lá nên đít gạt liên tục luôn, tức là xài cái lá đó trước rồi xài cái lá này sau á, là farm liên tục liền luôn á. Nhưng mà cái chỉ số mà phản trọng lực này thực sự không ngon, cái này đơn thuần chỉ là tăng 2 chain thôi, còn cái này là ít 2 chain. Nhưng mà nó tới 3 điểm rồi, chát quá. Trong cây được, cây nó có 2 điểm mà, phép cộng 1 lên 3 điểm. Không. Small cũng được. Đi bên phải chỉ có 2 lửa, đi bên trái thì được 3 lửa. Nâng thử cái con mà này lên đây, nó chỉ giảm 1 điểm thôi. Ok, cái gì đấy ngon vậy. Cái này thì nó 1 thôi, nó nhẹ nhẹ hơn. Cái này cũng khá là ngon, nó đảo đầu quái rồi. Tuy nhiên kinh đau lâu lắm. Mình đít gạt hoài luôn thì một hồi sợ không có gạt mà chơi luôn á. Còn 90 đồng. Cũng được, tại mình nâng cấp 3 lần vô cái con cây rồi nên không còn nhiều bài, cây phải nâng tới 3 lần. Cây nâng 3 lần đã đổi hình thái luôn. Chỗ này thì mình bị ngon tuyệt luôn. Đây bây giờ 20 trăm rồi nên không cần ba cái kia, không cần ba cái chen nhỏ lẻ. Đâu cả cái thao rồi, mình xài cái đó cũng hơi phí. Ê ê, quên luôn rồi, có 5 quay à. À dễ. Tiết chừng 3 thì không ngon, đam không 3 thì đỡ hơn. Cho mình nó yếu nên lấy từ từ lên cũng được. Mấy cái cháp của mình bây giờ đặt xuống là không có đổi vị trí luôn đó. Đó cây mát rồi đó. Chát chúa à. Cái gánh đan hết rồi. Mình nên nâng cái lá nào lên. Móc cua, đi ăn móc cua đi. Đây. Nó gục mình, từ từ từ. Nên dùng lá này để kiểm soát bài. Đây còn móc cua nữa. Đây đầu nguyên vàng 3 con mút cua hết á, xong rồi đặt thêm con cây đây nữa. Ok, cái này chưa tập. Cua, không cua. Gì bó chiếu giữ uống cốc. Đây 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 đây. Có 4 đam à. Mình không có vàng nhiều. Cây súng này hôm qua gánh tay mình khá nhiều mà cái này rất là ngon này. Mình có thể farm liên tục nữa. Ok, farm cho cái lá phù vờ này. đóng băng 2 giây, giảm đam đi 2 cũng ngon, tại vì con cây của mình nó đánh lan là thứ nhất nè, cái thứ hai nữa là đam nó rất là cao, trừ đi 2 nó cũng không khấm bao nhiêu, có điều con móc cua của mình nó hơi rọt. Phép là giảm tốc độ đánh không ổn. Lấy cái này đi, coi thử là đó giờ chưa có bùi cái bằng đó là sao. Đi bên đây được đánh cái đôi bên trái. Nó chỉ 2 cái elite à. À đây con cái elite à. Tuy nhiên không có gương nha. Đi bên trái này thì không có cái gương nào đâu đó. Đi bên phải thì còn được cái gương nè. Cái gương này rất là quan trọng. Mình sẽ clone con cây nè. Thôi. Chừng nào có nâng cấp thì clone. Đi bên nào cũng chỉ đánh được một cái thôi. Vậy đi bên cái gương vô rồi. Có cái này nó chạy thôi à. Chắc nâng lá này. Có nâng tôi sẽ nâng lá này. Gắn cái móc cua đây đi cho nó móc qua móc lại cho. Cái lá này vô dụng này. Ở có chỗ hấp nè. Đốt bằng đá không? Đánh nổi không đó? Nâng lên được có 6 đam nhưng mà nó được 2 tiền. Múc cua giờ lên 5 đam này. Cái lá cái kia của tôi nó đi luôn hả bạn? Cái lá mỗi lần chụp một cái kia cạc. Lúc này đây còn không. Hết bài luôn. Bây giờ cái đất của mình hiếm lắm. Dùng thử cái lá này coi nó làm sao. Lấy đây, dùng thử thôi. Chứ thực ra đáng lẽ nên bỏ cái 3 lá không? Nên là ngay cái lá mình còn dài. Khốn nạn. đi bên phải mới có đánh nhau. Bên phải thì đánh hay lắm. Cái lá này không sợ nha, tại vì bài mình bây giờ nó nhiều lắm. Chơi luôn. Tí nữa đến cam phai bỏ bài thôi. Ủa tới chợ mới bỏ được chứ, quên. Là mình có cái lá này rồi nên đâu có sợ nó đâu. Đây gai hand quá ngon. Bây giờ xài lá chiêu này thì mình sẽ tăng được một phép. Đây xài luôn đó, lên được phép con 1. Này lá phù vờ không phải chiêu nha, chiêu là như tạo 5 trái lựu đạn thôi. Có cái lá mà tạo 5 trái lựu đạn á. Úp lá nào vậy? Coi cái anti-gravity nó lên được bao nhiêu. Ủa con này nó đi đường nào ta? Chết rồi, chết rồi. Chào. Và phản trọng lực. Mấy con ra được rồi nè. Ai điểm rồi hả? Cái lá này không ngon bằng cái con kéo kéo của mình. Con kéo kéo thì nó vẫn mạnh hơn. Nhưng mà cái lá này thì bắn được đường thẳng, khoảng cách xa. Map này với map băng không xài được. Cái lá tự tử này thì hợp cho lá nào ta? Hiến tế nè. Tới đây. Mặc dù nó không có điểm cộng. Xuống 3 điểm không tới dụng. Cái này xuống 1 điểm không tới dụng rồi. Không điểm. 2 điểm. 1 điểm. 1 điểm rút 1, nó toàn rút điểm thôi, không có gì ngon nghẻ cả. Nên cứ rút tùy rút lá này ngon hơn. Đi kiếm bây giờ cũng chỉ lấy bài thôi, đi có lò gàng coi sao. Tôi sẽ lấy cái lát hiến tế cho nó luôn luôn xuất hiện lên cái tay mình. Ủa đâu rồi? À đây nè, đây nè. Đáng lẽ là lấy lá cây á. Đáng lẽ là lấy lá cây hoặc là lá này. Nhưng mà lấy lá thiên tới đi. Con cây thì tí nữa tôi không clone nó đâu. Tôi clone con này thôi. Mặc dù nó khá là yếu nha. Clone con cây thì con cây chưa có điểm cộng gì hết. Tà clone con này khá là thích nó. Cái đồ thỏa thuận hợp đồng nhé quỳ. Không, lấy 50 đồng được rồi. Đến ngọn đồi. Cái nguyên cái đường này là không có một cái shop luôn nha. Chỉ có một cái shop duy nhất nó nằm ở đây thôi. À bên đây có cái shop nè. Tôi sẽ ghi mua cái đá mà không điểm vô đi. Cái đá lời nguyền kìa. Nó nằm sát bên trái luôn trời. Ê! Cái đường tà ma ngoại đạo gì thế nữa. Đá tôi xài hai đá này tiền ngớt đẩy danh vậy. Xài luôn đá này đi đổi bài. Tôi sẽ hiến tế vô bật cái đá này rồi tạo đủ đam đã. Quá, sự chém bên đó. À, sợi trên nãy âm 2 nên tôi lắp hai con đó vô là. Rồi nó quỷ đúng cái đá luôn. Xài đá này trước, mới xài đá này xong, đỡ nó bị quỷ. Luôn. Chạy một cây nữa chắc không cầm đâu. 13 quay đâu, 13 quay rồi phải cầm này. động lực cộng 9, tiếp cộng 6. Tại đây chơi vui. Giờ coi như win rồi. Thôi miếng này đi, nhiều quá rồi. Bự à. Con cây của mình là chưa có cái bút đam nữa nha, mà nó vẫn mạnh. Trời, ông nội này chém không đam luôn. Thế gì này? Cái này chưa cần, cây mình có rồi, không cần nữa. Con này thuộc dạng cháp đó ta. Những cái lá này không phải lá cạc là nó đít luôn nha, nguy hiểm lắm. Thực ra thì cũng chả cần máu cho mấy, nhưng mà nó cho thì mình lên lấy. Không không tôi định bỏ là bỏ nó vô cái lá mà đâm luôn á, lá này nè. Tại vì một là mình ghen xài nó gai ham, còn hai là mình hiến thế, nên nó có cộng 2 điểm thì cũng chẳng có gì phải lo cả. Đây 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 đây, Q đây. Q thì sẽ lấy hết luôn nha. Lá này 142 độc, cắt cổ nha gì. Trái phải như nhau khác gì đâu. Tiền đâu, không có tiền. Sáu xuống 5 thì nó vô dụng, tôi tưởng lên 2 thì nó rất là ngon. Lên tí đam thôi, không cần. Nhận được 2 cũng ok đó. Cái này có thể dùng với thiên tế này, nên bỏ cái áp chích này xuống 1 cũng được luôn. Cũng được. Dần phát á. Lá này thì chắc không cần rồi. Lá này ổn hơn. Không, lấy lá này cho nó mang tính chủ động. Mình có mỗi con cây là gánh tem thôi đó nha. Con móc cua thì cũng chỉ ở mức bình thường thôi. dùng lá này luôn thì tôi sợ quái nó đi. Mình nên giữ 2 điểm lấy con cây. Ê, mình đang có phi trọng lực nha, mình hất nó có thể bay tới đây luôn nè, nên phải hất nó xuống chỗ này. Ê, nó quỷ ngay đúng cái đá quan trọng. Đường hôn con mặt. Đây, phạm mấy lá kiều này là fit nó lên cũng khiếp luôn nè. Em nhìn nè. Đó, fit lên vào. Để gắn 2 con ốc cua. Thực ra quái nó có đi được tới đó đâu. Trên của tôi cộng 2, xài cái này tí. Còn mỗi là đó đi gọi. Đây, đây. Nó bỏ đúng cái lá còn phải không? Chứ farm kill lấy cái điểm sầu tiếp này thôi. Cái kill này nó vô dụng. Để đây cũng vô dụng. Để đây. Không. Không. Đó, bây giờ farm split nó lên đòi mắt rồi. Nó farm fit chứ farm đào liên tục luôn. Tiếp tục. Chưa kịp farm nữa. Ninja con. Tới cái lá này thì nó tăng sầu phép vô làm cái gì chả biết nữa. Rồi 2 cái điểm rồi. Có 5 cái cháp này cùng loại thì nó sẽ giảm 1 điểm. Cái lá này nó lá gì tao. Cái này thì cũng được. Nhưng mà có 4 đam mà, vớ vẩn. Có lấy cái lá này nữa double phép đó. Cái lá này hợp cho con cây. Nhưng mà 7 đam. Cháp đánh 2 lần nhưng mà không 2. nó lên 8 điểm luôn. Không luôn, lấy cái lá độc thì mất 1 điểm của mình. Mình vừa có băng vừa có độc cũng được, 5 điểm cũng được rồi, không cần nhiều đâu. Mình đang có cáp là 6 điểm chỗ này nè, 6 điểm action point đó. Bây giờ rút xuống thì còn 5 điểm. Bên trái có cái gương, nhưng mà có cái gương không được đánh boss này. Tôi muốn đánh quái mạnh thử. Cũng không được xài tiền luôn. Đi bên phải không được đánh quái đôi luôn. Và đánh cái này. Đi bên trái thì không được đánh nếu như mình xài gương. Gương thì chắc tôi lại cờ lon mà cái lá này nó thôi. Để mình farm mà kêu nó lên nhanh. Tìm phải quyết định này. Đi cái nhánh tẻ bên phải lên trên. Tí nữa băng nó tan thì quái nó đi ngang đây nè. Quái nó sẽ quẹo đây đi ngang nè. Đọc bài. Cái gì? Tôi đây đó hả? Đặt ở chỗ này thì tí nữa nó ngon hơn. Quầy thế nào trên nợ ấy, tôi không muốn xài lá này cho lắm. Ôi đường nó đập ra lắm vì con kìa, xài luôn mắc gì phải sợ. Nó quỷ ngay con cây của mình. đi cộng 4, quýt cộng 6. Ủa? Sao nó không chọn lá bài nào chứ vậy? À, hấp đi. Đắp đèn cái. Móc nhỏ đi không nói nữa. Hết bài để chọn luôn. Mới gì? Phép 18 nè. Con này tốc đánh 0.5. Cái 54 xong rồi, có mọn cây thôi. Ủa, đơn giản. Đây, hại đàm với mà lao ra VT nè. Được, lấy thử rồi. Thực ra thì để cái con móc cua hay gì cái nấm đấm đó, nó ngon hơn nhiều. Tôi sẽ bỏ một tá khá vớ vẩn ở đây. Là tá này. Kill thì lấy không sao, nhưng mà cái này tốn 2 điểm rồi. $70 tiền đâu. Thực ra cũng không muốn lấy bài. Chơi 4 cái lá cạc thì thêm một cái cạc ngẫu nhiên không tác dụng, muốn quản lý bài thôi. Cái này xuống 1 cũng được mà không. Tại mình có lá nấm đấm này nên nâng vô cái lá này. Đây, trận này quan trọng đây. Đồ, map mới à? Thì để tụi móc cua vô đây là xong, hai ô giữa. Đặt ở ô bên trái này nó ngon hơn nha, tại con cây mình cứ dọc đánh ra xung quanh. Nếu đặt bên đây thì nó đánh được 3 ô rồi luôn, còn đặt ở đây thì đánh 2 ô này với ô này thôi, tức là mất lỗ mất ô này. Nói chung đặt đây đã đánh được 6 ô á, còn đặt ở đây thì nó đánh được 3 ô. Ở trên 3 con, ở dưới 1 con. Cái đấm này chưa biết đâu. Đấm này để ở đây thì nó đấm được 3 phía luôn. Thử ạ. Hơi chậm tí. Đi dưới rồi. Thôi xong luôn rồi. Đi cái đường tà đảo cái gì. Biết mình cũng chính nè mà không có đam. Cái này đi. Hey. Để đặt cây đây sai quá. Vừa để sống hơi đậm con. Tiếp bà ba. Đóng như cái bốc sinh. Không lấy ra nào hết. Thì đánh nhau, đèn máu đánh nhau. TK Named để sao báo đang like mà không thấy đâu. Hai đường nữa nha. Thì tôi sẽ để một con móc cua ở đây trước. Người mặt qua phải. Để cái lá này đi. Cái lá nắm đấm tài sẽ đặt nó hai chỗ này để nó đấm gớt xong. Đó là chưa cần sai sót. Rồi, đạp phát lên 8 phía trung. Ủa? Ôi. Để thêm con cây nữa. Chỉ thêm bài thôi. Vô cam file thì không biết nâng cái nào. Bây giờ chỉ còn nâng lá hắc chích này. Hoặc là lá này nâng còi. Thì chứ hơi nâng lá hắc chích luôn. Tôi lại muốn đấm nhau ha. Cấm đi. Cấm nhau có tiền. Chạy lấy phít nào. Chạy đường đá này để chạy đá này. Chỗ này thì nó chỉ đấm không, gắn một móc cua vô. Rồi giờ được mỗi cây lên hai đâm. Cây này, cây này. Để tí nữa nhưng hồi đi đường chữa là mệt lắm. Win đó. Kẹp 4 kết 27. Suốt kỳ game này nó cộng đóng điểm luôn nè. Nó vừa có xét nè. Nó vừa gấp đôi hiệu ứng nữa nè. Rồi nó vừa có mà lửa nữa nè. Lấy chơi. Mặc dù mình bị trừ một cái điểm action point, nó còn có 5 điểm à. Nên lấy đá đó thì cũng không phát huy hết. Nó là kill nên tôi sẽ lấy. Cũng được. Biết bây giờ mình cao lắm. Chắc tôi bỏ luôn cái lá này á. Nó 2 điểm tốn quá. lõi lá này nè, chồng mua lại lá này hoặc là mua luôn lá này cũng được, tí mình xuống dưới mình nâng cấp cái đá kia lên. Trên mình bây giờ cộng 3 rồi nên mới đầu vô là cộng 1 rồi đó, nên là lấy cái lá này cũng được. Rồi để thôi, chuẩn bị đấu boss đây. Bài này thì cũng hên xui lắm, tôi không có tự tin, nó chỉ đi đường dưới nên cái này nó cùng lắm phát huy được có 2 phát. Đừng có quỷ lá tự tử nha, mới nói xong. Giờ không có lá tự tử. Chạy luôn, bắt buộc phải xài à. Trên đồng 2 biết cộng 1, bây giờ biết lên cộng 2. Đam lên 10, đây là tôi sẽ gắn lá Sukigen, không Sukigen là mới 1 à, 5 điểm rồi mình mới gắn. Đứng ở đây thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 để ngon thật. Tí nữa tôi sẽ nâng lá Sukigen. Sukigen của mình đâu ta? Không có ở đây à? Rồi nó đít mất tiêu cái lá nó của tôi rồi. Nó đít mất lá Sukigen của mình. Thôi, trả cặp. 炒kẹp, dùng cái lần cái là hết kẹp. Card này sẽ chuyển qua thành dạng Q, xong rồi dịch sau luôn. Kinh đao 4 giây, gây 2 đao, nhưng mà có 2 ngọn lửa nha. 2 ngọn lửa này là mình được 2 cái Q á, tức là xài đá này mình được 3 cái Q. 3 cái Q mình farm được thành 3 phép luôn. Nhưng mà đất đâu mà xây cái này chúng ta lấy 3 phép không ta? 2 điểm đổi 3 phép cũng được. Hai điểm đổi 3 phép đó. Rồi chẳng quyết định đây, mở YouTube coi cái gì coi không trong lúc chơi. Nó quỷ này đúng cái lá đó nữa chứ không phải à. Cái chỗ này mà hất lạng quạng là nó rớt xuống dưới luôn đó nha, rồi nó bay qua tới bên đây luôn á, chứ không phải là nó rớt xuống đâu. Nhưng vẫn là để đây thôi. Hai điểm thôi, tổng điểm ghê bạn. Có đầu farm này ra lấy phép nè, lấy phép 1 nè, phép 2 nè. Lấy cây là tìm phép 3, phép 4. Phép 2 nè. Cây trước, cây trước. Đủ 5 điểm đi, người xài nó tự sát. Mày cháo. Chuyện game này chắc gắn đây. Rồi đủ 5 điểm nè. Trên cộng 4 à. Lắp cái này ra tôi sợ nó quỷ mất lá. Quỷ ra là mất luôn á. Lên 16 người, 16 kia tính vậy đó. Bắn tiêu tiêu đã. Boss chuẩn bị tới đây này, nằm luôn đó. Rồi, nhìn máu nó giật rồi. Rồi đi luôn. Kìa mà hơi bị dễ nha. À. Mặc dù bài mình cũng phèn phèn thôi. Không có cái nào cộng vô con cây. Vẫn chưa được level 4 là sao? Mình sẽ trở thành ác quỷ. Đó. Mấy chữ N ta? Hai chữ N phải không? Kể đi. Để tôi vô ta nè. Không có nút kiếp đây đâu. Coi nó mở phá level 3 là cái gì? Shop giá tăng gấp 150%. Rồi, coi như chúng ta là xong cái level 2 thôi. Nào gánh về level 3 xong. Tính ra game cũng khá là dễ nè, chơi chưa thua lần nào vậy.